anh đang coi livestream nhớ đừng đừng giải nước miếng. Buka đang giải nước miếng đầy mạng luôn. Hồi nãy từ chối ăn làm chi không biết. Buka chạy nước miếng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái trò chơi tiếp theo dành cho hai khách mời ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có một món cốc ăn. À cốc này Buka, cái này Buka, Buka thích đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ có những câu hỏi và hai khách mời của chúng ta sẽ phải trả lời cùng một lúc. Nếu mà hai đáp án giống nhau thì không. Ok, không sao cả. Còn nếu hai đáp án mà khác nhau thì mỗi người phải ăn một trái cốc. Trời ăn cốc. Trả lời sai vừa ăn cốc khoái nữa đúng không ạ? Sao vậy? Không không sao vậy mà trả lời sai cái anh Quân đứng đó hả họng em chọi vô. Sao em chọi vô trong mặt thôi. Chuyện gì đó không viên dùm cái tiếng mã họ mới chọi. Anh ơi, cái đó mới gọi là thử thách. Cốc này hơi xanh nhưng mà cốc này là phải ăn hết luôn đó nha. Nhưng mà em nghĩ nó không ăn chua. Ăn cái ruột luôn hả? Không chua đâu. Họng chết luôn á. Ai cho nhả hộp chứ anh. Đúng rồi, mình nói giỡn thôi. Chứ Buka tưởng thiệt thì Buka có thể ăn. Nhưng mà chúng ta sẽ phải trả lời nhanh nha và trả lời cùng một lúc. Có 1 2 3 không? Dạ không, trả lời dứt câu hỏi là mình trả lời liền. Dạ. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Trùng ý nhau đó nha anh. Tôi biết rồi. Nghe nè, đang tập trung nè. Buka tên thật là gì? Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Kiều Ngân. Anh nhắc lại cái tên Buka là cái gì vậy? Kiều Cẩm Thơ. Không không, anh rồi để anh nói khác. Nãy nó Kiều Mơ. Nguyễn Kiều Mơ. Kiều Mơ. Và kết quả là đúng người chữ Kiều. Rồi. Ôi trả lời đúng rồi. Không, tức là nếu như mà trả lời không khớp nhau là hai người cùng phải ăn. Nhưng mà anh đúng được chữ Kiều phải không? Ủa cái luật gì kì vậy? Nhưng Kiều có đúng được chữ Kiều. Đúng được chữ Kiều với chữ Ơ. Rồi bây giờ xin mời anh Cương. Canh không á? Thôi bây giờ anh Cương sai cho anh Cương ăn. Đúng rồi. Bao nhiêu lần mình làm việc chung với nhau mà anh cứ thế. Rồi anh nhớ cái lần đầu tiên anh gặp Buka đó là lúc hai anh em thi cái chương trình thử thách người nổi tiếng là lâu chưa ạ? Lâu, cách đây 4 năm. Cái hai anh em đi học báo, bả ngồi kế mình nhớ ba mặc cái áo trắng mà hơi bèo một chút á. Cái mình ôi anh nhớ kỹ vậy, em không nhớ mặc đồ gì luôn á. Cái anh mới hỏi ủa em là ca sĩ á? Nói không, em là diễn viên. Hỏi em tên gì? Bả nói em là gì? Kiều Cẩm Thơ. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Mà sao anh nhớ thành Kiều Mơ, Cẩm Mơ gì luôn. Mà trong khi làm việc chung với nhau hay chọc hay trêu nhau lắm mà anh em buồn lắm quá. Rồi. Nói vì sao đợt đó mới làm chung. Nè không có hợp. Đúng rồi, cho nên là anh Cương phải ăn hết cái này nha. Ngon quá mọi người, chua quá. Đi ai đến ơi? Câu hỏi thứ hai. Ai đang coi livestream nhớ đừng đừng giải nước miếng. Buka đang giải nước miếng đầy mạng luôn. Hồi nãy từ chối ăn làm chi không biết. Buka. Giải nước miếng không? Sao câu hỏi thứ hai là Buka. Chua quá. Buka sẽ được ăn. Ủa vậy hả? Câu hỏi thứ hai. Vậy là hỏi về anh Cương hai rồi. Người không? Dạ, hai người cùng trả lời. Anh phải ăn hết trái. Là hỏi lên thiệt của anh đâu không biết. Anh tên thiệt là gì? Nói trước đi đó. Mình không. Chung. Anh sao? Anh muốn cho em ăn. Chua quá. Sẵn sàng chưa? Anh Cương còn một miếng nữa mình sẽ đến với câu hỏi thứ hai nè. Dạ. Câu hỏi thứ hai. Chiều cao của Tiết Cương là bao nhiêu? 1m78. Oh man. Làm gì anh cao dữ vậy? Tại vì tổng thể Buka cứ đứng cái người ấy hoài á. Thành ra cứ tưởng tượng là anh là vĩ nhân. Ai cũng cao hết á. Mất 72 hả? Nhưng mà vậy thì cũng thỏa lòng Buka. Em chưa nói hết mà 78 trừ 6 mà chưa nói xong. Thôi cô ăn được. Trừ 6 bằng cách là ăn một trái. Được, cóc vậy. Cóc. Ok. Ngon lắm. Ngon lắm luôn á. Nó chua chua vừa vừa. Mới hơi phim chảy miếng. Tội nghiệp biên tập ngồi nước miếng chả vàng vụa luôn. Tính ra trong chương trình này. Chảy từ lúc tôi ăn là bả đã chảy rồi. Khách mời vừa là sướng nhất còn MC với lại quay phim và biên tập. Nãy giờ mình nói chuyện quên MC đang chảy nước miếng kìa. Cái đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể người nào cũng phải. Ngọt lắm á. Rồi thôi bây giờ Buka ăn nhanh mình đến với câu hỏi thứ ba này. Vô. Đó. Rồi đó câu hỏi thứ ba. Ăn đếm đi. Buka và Tiết Cương đã từng đóng chung trong những phim nào? Hội Săn Hồ Ly. Anh còn hứa hước nữa. Mới một phim này thôi đúng không ạ? Đầu còn trước đem đây gặp nhau game show không à? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Buka phải ăn hết cho nó nha. Nếu mình là người thứ ba thì bạn sẽ rút lui hay cạnh tranh công bằng? Rút lui. Anh thấy cái mỏ bả. Cái này là có một cái sự. Bả làm vậy nè. Đúng. Nó có quyền theo miệng sao tôi nhìn miệng. Cái này là phạt thôi. Cái này là phạt luôn hai người. Không. Em đang đúng ăn. Đúng mà. Em đang ăn. Cái mỏ miệng em nó chui ra thôi chứ đâu phải làm nó từ rút đâu. Rồi rồi bây giờ hai người sẽ phải không được nhìn nhau nữa mới quay lưng quay lưng mỗi người về một phía nha. Tôi không có nhìn gì nha. Và sau dứt câu hỏi phải trả lời liền, người nào mà trả lời chậm hơn là người đó bị
phạt luôn. Ok chưa? Rồi, câu hỏi tiếp theo như sau. Nói dối và trăng hoa, mẫu người nào đáng ghét hơn? Cả hai. Và chúng ta đã có được đáp án. Và ở câu hỏi này thì cả hai người sẽ cùng phải ăn. Chưa thấy ai mà dở vậy. Bộ em thích người đàn ông nói dối với em lắm hả? Đúng, bây giờ đúng không? Cả hai phải, đúng không? Chúng ta hỏi bộ kè đi. Cái vấn đề á là người ta mình hỏi cái cả... nào. Nhưng có quyền trả lời cả hai. Cái nào gì? Cái nào đáng ghét hơn? Cái nào đáng ghét hơn thì mình trả lời cái đáng ghét hơn, chứ không phải cái kia nó không đáng ghét, anh hiểu không? Chưa chắc chắn. Nhưng mà đối dối mới là ghê hơn á. Thôi thôi ăn rồi đi. Bây giờ mỗi người một mới giận hết một trái luôn á. Em thấy cảm thấy nó rất là nhạt nhẽo. Nhưng mà sao? Có muối không? Xót ruột quá. À. Đó mới gọi là hình phạt, cho nếu mà có muối là nó gọi là phần thưởng rồi. Tội nghiệp mấy người quay phim quá. Ờ tôi đâu quen chua. Bây giờ mình vừa vừa ăn à? mình diễn tả được cái độ chua của trái cóc như thế nào cho khán giả cảm nhận được. Ôi, trái nãy em ăn không chua, trái này chua quá. Nghề của tôi chuyên gia chậm ta chảy nước miếng. Chua. Ủa, quá. Ủa vậy là chảy nước miếng. Chua rung mình luôn. Chua quá à. Ăn cụ em không? Không. Chua quá. Rất tiếc. Phải nói lời xin lỗi của ca. Rồi. Đúng rồi. Rồi chúng ta còn câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng. Để xem thử là lần này có trả lời đúng không nha. Rồi xin mời hai người. Anh Cương phải quay qua bên kia, không được nhìn khẩu hôn miệng nhau nữa. Điểm không thích nhất ở đạo diễn Khương Ngọc là gì? Nói nhiều. Chập hai rồi, xong Buka. Buka không nói được, anh nói được. Anh đấu bị Buka ăn. Em không có nói được cái gì hết. Ôi, em chưa kịp trả lời tại em mất độ một phần cấp. Không, không đấu thù hoàn cảnh. Rồi bây giờ bị Buka cho Buka trả lời bù này, nhưng mà mình vẫn phải ăn cóc nha. Ừ. Điểm câu gì? Câu hỏi khác hả? Điểm không thích nhất ở Khương Ngọc. Thế anh Ngọc gì cũng hoàn hảo. Wow, cái này hình như là hơi... Anh nói gì nói nhiều hả? Hơi nói nhiều thiệt. Nhưng mà em cảm thấy điều đó không làm em ghét. Đâu ghét đâu, nhưng mà cái nói nhiều anh nói không thích là ghét rồi. Đâu có mình thấy... Vậy là anh sai rồi, anh trả lời mà không có đúng cái ý của cái câu hỏi, cho nên anh phải ăn thôi. Điểm thôi, anh Cường có đáp án. Đúng, anh Cường có đáp án, còn Buka không có đáp án, cho nên là bây giờ sẽ tặng cho Buka thêm một trái cốc rồi để Buka thưởng thức trong chương trình ngày hôm nay. Trái nhỏ. Ừ, trái đó xanh hơn rồi đó. Ờ hả, tôi ngu vậy. Anh bị cái hộp á, nó dính vô giữa hai răng. Cái hộp cốc á, nó có cái sơ sơ gai gai giờ đang nằm giữa hai răng. Anh chán anh quá. Ước gì có cái tâm. Bạn Trần Ngọc Trâm này xin chào, bạn Ngân Burin, hello chị Buka. Buka mát lắm nha Buka. Mát lắm hả? Mát hả? Mát. Điên quá à. Fan Buka đã hình như là quá quen với cái chuyện này rồi đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, lúc nào cũng thấy hình tượng mà lầy lội, chả ai thấy cái hình tượng đẹp đẽ của Buka.